Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Ủy ban đối ngoại Thượng viện đã thông qua một nghị quyết cho phép Tổng thống Obama thực hiện hành động quân sự nhắm vào Syria. Nghị quyết hạn chế hành động quân sự chỉ kéo dài trong 90 ngày và cấm gửi quân đến chiến trường. Nghị quyết còn chờ đưa ra toàn thể Thượng viện và cuối cùng là Hạ viện để bỏ phiếu. Phát biểu với báo giới ở Thụy Điển trước khi đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Obama cho biết ông sẽ không từ bỏ việc giao tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, mặc dù một cuộc hội đàm trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo không nằm trong kế hoạch hội nghị. Ông Putin đã khiến chính quyền ông Obama bực mình khi cho phép Edward Snowden, cựu nhân viên tình báo đang bị Mỹ truy nã vì tiết lộ tài liệu mật. Ông Putin cũng lên tiếng phản đối hành động quân sự của Mỹ ở Syria. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon ở bang Pennsylvania đã tạo ra nguyên mẫu một chiếc xe hơi không người lái. Chiếc xe sử dụng tia laser và radar để lưu thông trên đường phố. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.